Rồi cô luôn nhé. Hôm nay các bạn sẽ qua cái phần đầu tiên của phần listening của tháng ha. Hôm nay các bạn sẽ qua phần bài đầu tiên listening của tháng. Thì cái phần này nó sẽ diễn ra 4 phần ha các bạn. Phần 1, 2, 3 và 4. Trong cái file thì có gửi sẵn rồi nha. Thì các bạn sẽ ở ở ca 1 mình chủ yếu sẽ tập trung phần 1. Phần 1 là session 1 và phần 2 ha. Chung là session 2 mình sẽ làm. 3, 4 là để chút nữa K2 mới học 3, 4 nha. Rồi, quay lại ha. Phần 1 này chủ yếu là nó sẽ hỏi về cái phần điện từ. Và các bạn sẽ được nghe, thầy sẽ cho nghe 2 lần. Và sau 2 lần đó các bạn sẽ ghi đáp án cho thầy từ 1 tới 10 ha các bạn. Thầy sẽ gợi ý trước cho các bạn. Thầy sẽ gợi ý trước cho các bạn để biết cái câu hỏi nó hỏi là gì. Sau đó là sẽ cho các bạn nghe cỡ nghe 2 lần ha. Thầy sẽ cho các bạn nghe 2 lần và các bạn sẽ ghi đáp án này cho thầy từ 1 tới 10 ha. Thì cái phần 1 này cũng xoay quanh đó là hỏi về những cái tên, những con số, cái tên con số hoặc là những danh từ, tính từ đơn giản thôi. Cho nên các bạn sẽ chú ý ha. Thì cái phần này thầy sẽ gửi trước cho các bạn để các bạn nắm, để các bạn nắm vấn đề trước nha. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu mình viết một từ và hoặc một số. Thì cái đáp án các bạn sẽ ghi trong đây là từ hoặc số hoặc cả hai đi chung ha. Rồi, nhớ cho thầy. Thì từ và số đều có ở trong, đều có trong cái bài sẵn của mình và mình chỉ ghi vào hoặc. Các bạn chú ý ha. Bài hôm nay thì nó sẽ nói về lớp học nấu ăn. À, thầy nói đối với các bạn còn yếu phần nghe thì thầy chỉ yêu cầu các bạn luyện tập và học tốt phần 1 được rồi. K1 thì mình sẽ học phần 1, 2 ha, nhưng mà các bạn yếu thì thầy chỉ hướng cho các bạn, tại trước mắt thầy sẽ hướng cho các bạn nắm tốt cái phần 1 là được rồi. Còn cái phần 2 mình sẽ làm từ từ lên nhé. Còn bạn nào cảm thấy nghe được thì ráng nắm tốt 1, 2 cho thầy để sau này mình có nâng lên cái lớp khá thì mình sẽ làm tốt cái phần 3, 4 luôn ha. Rồi mình quay lại. Thì thầy gửi trước cho các bạn để nắm được cái câu hỏi và bắt đầu mình nghe thử ha. Thầy sẽ nghe 2 lần, nhớ là cái từ mình sẽ điền vô ô trống chủ yếu là những cái thông tin rất đơn giản, tên, tuổi, số điện thoại, danh từ hay tính từ gì đó. Lớp học nấu ăn à, thì đây nó có gửi cho mình là lớp food studio, mục tiêu là tập trung vô làm cái gì, how to do something ha, làm cái gì và nấu với những cái sản phẩm hay là nấu với những cái món theo mùa ha các bạn. Thì ở đây mình cũng dựa theo cái gợi ý nó có sẵn để mình vận dụng, nó sẽ là cái dòng trong cái bài và để mình ghi vô ha. How to do something ha. Cái gì và cook hoặc là ngược lại cook. Rồi, cái gì? Ở đây thì thông tin liên quan là lớp học nhỏ. Rồi, đồng thời nó cho mình cái lớp học offers. Lớp nó cho mình cái lớp học như thế nào? Trước đây thì thường sẽ là tính từ, danh từ hay con số gì đó lần trước ha. Mình sẽ nghe kỹ thông tin nó cho mình lớp học như thế nào. Rồi những người khách hàng, cái người mà quay trở lại cái lớp này, à cái lớp học nấu ăn này thì sẽ nhận được giảm giá bao nhiêu phần trăm. Tiếp theo là lớp học Cookery Point, rồi đây cái tên ha. Mình sẽ tập trung vào những món có tính chất như thế nào. Ok ha, food that is, hoặc là nó sẽ chuyển thành tính từ bổ nghĩa luôn, cái gì đó food cho thầy ha. Nó sẽ bao gồm những cái công thức để nâng cao cái gì của mình, có nghĩa là cái gì của con người, à sức khỏe, thể trạng hay cái gì đó của con người, các bạn nghe kỹ ha. Đồng thời họ có cái gì miễn phí, à nó có thông tin sẵn ha, thông mỗi thứ năm. Rồi đồng thời trung tâm tên gì, đây cái tên ha, thì tập trung chủ yếu vô thực phẩm gì, món gì và nó được đặt gần cái gì. Rồi đồng thời nó có một cái khóa học đặc biệt về kỹ năng gì ha, với cái gì đó hay với ai đó, là
có sẵn rồi, nói chung là lớp học kỹ năng với cái gì đó hoặc ai đó ha. Các bạn cứ thử sức, thầy sẽ bấm nghe cho các bạn 2 lần, ok hết. Vô thầy thì chỉ làm 1 lần thôi nha các bạn. Bắt đầu. Sau khi các bạn nghe 2 lần, các bạn sẽ ghi đáp án cho thầy từ 1 tới 10 ha, từ 1 tới 10. Sau khi nghe 2 lần thì các bạn sẽ bấm cho thầy đáp án từ 1 tới 10 nhé. Cambridge English, IELTS 13, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Uccles, 2018. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a woman who wants to attend a cookery class and an official at a tourist information centre. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. The first cooking class is at the food studio. So studio has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. Okay. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, they do offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20% if you return for a further class. OK, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff. So, is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that.
Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free, and you don't need to book or anything. Just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialise in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly, though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. In centre, Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. Is this for tourists? Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. The first cooking class is at the food studio. So studio has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. OK. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, they do offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20% if you return for a further class. OK, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff. So, is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing. I see. Well,
I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free, and you don't need to book or anything. Just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialise in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly, though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Rồi tất cả các bạn ghi đáp án ra ha, từ 1 tới 10.
Rồi các bạn ghi ra ha. Chuẩn bị kiểm đáp án nè. She's right. Các bạn cứ ghi đi, thầy thấy hết á. Rồi tầng. Ủa tầng ghi hai cái luôn. Không còn ghi hoa ha. Quỳnh mất cầu. Giờ coi nào đúng không? Ok. Bước bài đầu làm cỡ 4 5 câu là ok rồi. Tập làm quen ha. Rồi các bạn đều coi đáp án nha. Đây. Chơi drive it. Okay, ha. Choose drive it 20%. Đúng rồi, healthy, đúng luôn. Ledger. Cái tên không ghi là veteran. Rồi em ghi đúng hết rồi đó Tuyến rồi. Tùy người chứ. Rồi các bạn tự tự kiểm giúp thầy ha. Tại cái con chuột thì nó kéo không lên à. À cái cục nên nó bị vậy. Rồi các bạn kiểm giúp thầy ha. 10 câu. Rồi mình sửa script nha các bạn, sửa nhé. Cái mục tiêu của thầy là hướng cho các bạn là nghe ra chữ luôn cho thầy ha, nghe ra câu chính xác nói cái gì luôn. Bạn được xíu không? Rồi mình sửa ha các bạn. Rồi xin chào ha, trung tâm thông tin du lịch My Speaking, tôi có thể giúp gì cho bạn? À, tôi muốn tìm hiểu về cái lớp nấu ăn ha. Tôi tin là có vài lớp một ngày cho khách du lịch ha. Đúng rồi, chúng mở cho tất cả mọi người và khách du lịch luôn được chào đón. Để tôi cho bạn một số chi tiết ha, thông tin lớp nào đã có sẵn. Có nhiều lớp và một lớp rất là phổ biến ha. Đó là Food Studio, nó ghi sẵn rồi. Ok. Chúng tập trung vô những cái món theo mùa à, seasonal products, cũng như là dạy bằng cách nè, coi nè các bạn, how to cook, and they also show you how to choose them. Vậy là hiểu ha các bạn, choose and cook, nó hơi đảo ngược lại chút xíu. Rồi ấn tượng đó, thế cái lớp đó cỡ nào? Tôi không chắc ăn lắm, tôi không biết chính xác, nhưng mà chúng cũng khá nhỏ thôi. Thế tôi có thể có được những bài học cá nhân được hay không? Tôi nghĩ là có. Vậy thì ở đây nó nói là tôi có thể
có được cái lớp học lesson hay là class cũng là đồng nghĩa ha, môn lớp học hay là bài học là nó đó, cá nhân hay không thì thường là chắc các bạn nghe được nhưng mà không biết ghi chữ này đúng không, private à, cá nhân ha. Riêng tư ha, lớp riêng tư, bài học riêng tư. Let me check họ có phục vụ cái lớp này ha. Vậy thì đáp án là gì, phục vụ lớp gì các bạn? Private à, rồi các bạn ghi vô ha. Thật sự thì hầu hết mọi người tham dự lớp này đều muốn kiếm cái hướng ha, tham dự những cái lớp học á thì thấy rằng là thấy được nhiều cách để quen biết lẫn nhau, hiểu không các bạn? Nghĩa là đa số mọi người thì lại muốn học những lớp có bạn bè, quen biết lẫn nhau. Getting to know each other, one another, biết lẫn nhau ha. I suppose must be, yes, tôi nghĩ là nên như vậy. Thì hướng của thầy là cái phần 1 này là thậm chí các bạn nghe chừng 30% cũng làm đúng hết đó các bạn. Và hướng của thầy muốn là các bạn sẽ nghe được những cái hiểu luôn nha. Hướng của thầy sẽ cho các bạn luyện tập là nghe hiểu cái câu nó nói luôn, là nghe được từng câu luôn á, bên cạnh những đáp án ha. Thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái điểm bảy ha, hay là những cái điểm bảy ha. Những cái điểm bảy như thế nào đó, nhưng mà quan trọng vẫn là thầy hướng cho các bạn là nghe nghe ra chữ luôn, nghĩa là khi mà hiểu chính xác nó nói cái gì luôn ha, bên cạnh những cái điểm bảy đó. Thì khi các bạn biết chính xác rồi thì mình sẽ làm đúng nhiều. Để tôi kiểm tra đó, thầy muốn các bạn nghe được những thông tin này luôn nhé. Thì chút cuối giờ thầy sẽ nói về cái phần tập này cho ai cho biết nhé. This company has special deal for a client. Công ty cũng có những cái điều đặc biệt ha, những cái khuyến mại đặc biệt cho khách hàng. Họ sẽ, à nãy thầy có gửi đúng không, một cái giảm giá 20%, vậy là số 20% ha. Nếu bạn quay trở lại cho một lớp khác, vậy là giảm giá 20% cho những ai trở lại ha, những khách hàng mà trở lại thì nhận được 20%, ok. Bạn nói rằng là có, họ có một vài lớp hả? Đúng rồi. Và một cái khác bạn có thể quan tâm đó là lớp này, rồi nó có rõ tới lớp này không ạ? Chúng mới và chỉ mở 6 tháng trước. Và tôi nghe nhiều điều tốt về chúng. Những lớp này tập trung dạy bạn cách chuẩn bị thức ăn, sức khỏe. That is what is healthy. À, số 4 ha. Để nãy thì có dặn trước rồi đó, coi chừng ở đây nó sẽ cho là healthy food, à, nó sẽ đảo ngược lại thành tính từ ha. Đây có nghĩa là food that is healthy, ok ha. Và sẽ có nhiều nhân viên chuyên nghiệp của phần này. Vậy thì đồ ăn này dành cho người giảm cân ha, đúng không? À, tôi không biết liệu tôi quan tâm cái này hay không. Tôi nghĩ họ tập trung vô những thực phẩm ít năng lượng và giảm ký ha. Và sẽ có nhiều, đồng thời những món này được làm chung với những cái công thức mà có những nhu cầu đặc biệt, ví dụ như là bao gồm là nguyên liệu giúp phát triển ha, tiêu đó phát triển xương của bạn, à tốt cho xương của bạn, giúp cho chúng cứng hơn. Vậy thì ở đây nó có cái gì không? Strengthen, à, làm cứng hơn, làm mạnh lên, giống như build up, build up bones, nhớ của S ha. Chú ý cho thầy cả những danh từ của S hay không S. Thì ví dụ các bạn có sai thì cũng coi lại và bị sai cái gì, những cái S này các bạn nghe cho thầy luôn ha. Well, tôi có thể quan tâm, tôi không chắc thì họ có website mà tôi kiểm tra được không? À, chỉ cần ghi tên của trường là được, nó sẽ xuất hiện. Nếu như bạn muốn biết về chúng thì mỗi thứ năm, chiều thứ năm ha, họ sẽ có bài giảng tại trường, dễ thế. À, và nó có nói là miễn phí ha, bạn không cần phải đăng ký trước. Vậy thì
họ có bài giảng miễn phí lecture mỗi thứ năm. Đó thực ra thông tin cũng gần tới để cho mình coi thôi. Nó sẽ 7:30 ha, và cho bạn ý tưởng liệu rằng bạn muốn học lớp nào. Give you an idea of where you want to go to the class. Bạn muốn vào học một lớp nào? Ok, có nhiều chỗ trống mà bạn sẽ quan tâm. Có nhiều chỗ bạn sẽ quan tâm ha. Lớp học á, tên là, rồi cái này nó phát âm lại cho các bạn ghi lại thôi. Chú ý cho thầy thì những cái tên mà nó có double, triple ha, nhưng mà triple hình như thì ít xài rồi. Chú ý cho thầy những cái tên double, triple. Nó có danh tiếng tốt ha, và nó cũng làm những cái món về cá và thịt, nhưng họ chuyên về, rồi câu chuyện điểm 7 nè các bạn, họ chuyên về các món vegetarian, cái món chay ha. Thì ở đằng trước nó có cái từ khóa đó là fish and meat, nhưng nó là khẳng định lại thì cái mấu chốt nằm ở đây. Thường là đây cũng là một cái mẹo luôn, thường thì khi nó đọc đáp án gì đó mà nó để cái chữ vơ thì thường đằng trước bỏ đi và đằng sau để ý. Thì đây cũng là một cái mẹo, nhưng thầy khuyên các bạn nên hiểu luôn ha, vừa chú ý cái mẹo mà vừa hiểu chính xác là tại sao nó đúng và sai. Thì thầy đọc lại là nó có nấu cái món cá và thịt nhưng nó chuyên về cái này, vậy là chọn cái này hay không? Vậy thì đáp án là rồi, mainly, với lại có từ khóa liên quan luôn, mainly chính là specializing vegetarian food dishes, hai từ đồng nghĩa ha, đồ ăn food hay là dishes đều được. Right, that's really an area I want to learn more about. Đây là cái lĩnh vực mà tôi muốn tìm hiểu nhiều ha. Rồi đồng thời tôi cũng có nhiều bạn không có ăn thịt ha. Thật sự tôi sẽ xem cái trường hôm nay nó có gần chợ hay không. That's right, đúng ha. Thì ở đây nó có thông tin cho mình đó là gần, located near the market, thì nó sẽ tương đương với chữ just by ha, kế bên, near. À, các bạn hiểu ha. Rồi họ không có vấn đề gì về tìm kiếm nguyên liệu và những lớp này kế bên ha. Rồi đồng thời họ cũng phục vụ những cái khóa học 2 tiếng về cách sử dụng dao, anh em phục vụ khóa học về kỹ năng với dao, knife, ok ha, phục vụ những cái lớp học sử dụng dao thì là kỹ năng với dao. Rồi đồng thời họ có nhiều kỹ năng khác luôn, mua chúng dạy cho mình những kỹ năng khác nữa, mua tắt ha, những kỹ thuật cắt, chopping tennis, tạo hình và cắt. Vậy thì những khóa học về kỹ năng với nãy là cái dạng nó với cái gì thì dùng cái gì ha, vậy là cái dao hay không. Biết là hai tuần biết. Vậy thì bé Tuyền là làm đúng, ghi bao nhiêu là đúng hết rồi đó, chỉ còn mấy cái kia là sai và chỉnh lại nghe lại ha. Rồi bây giờ tới phần 2 thì chủ yếu là thầy sẽ khuyên các bạn, còn cơ bản còn yếu thì làm tốt phần 1. Thầy khuyên cách học hiệu quả nhất cho các bạn cơ bản là không cần làm bài mới ha, cứ lấy bài mình đã học về nghe và làm lại như thầy nói, y hệt với cách nãy giờ thầy đang làm đó. Các bạn nghe giống như thầy đó, nghe rồi sửa lại, sửa script thì chính xác, sau đó sẽ nghe lại script cho thầy, nghĩa là các bạn sẽ nhìn script luôn, nhìn script nghe để mình, quan trọng là mình hiểu luôn cả những câu xung quanh, không bắt buộc phải hiểu hết nhưng mà sẽ tạo thành thói quen cho mình hiểu từ từ, thì các bạn nắm được ý nó nhiều và nó nhanh hơn, thì khi tới cái câu mà cần đáp án thì các bạn sẽ nắm tốt hơn. Tại vì chút nữa cái phần 2 mình có cái phần mà khó ha, đó là phần ABC, và nó buộc ABC thì nó sẽ ghi hết đáp án và nó buộc các bạn phải hiểu ý để mình phân loại ra. Rồi cho nên là cái phần luyện tập này mình sẽ vận dụng từ những bài khó, bài dễ chứ, những cái phần bài còn đơn giản phần 1 này để mình luyện nghe từng chữ cho đại ha. Đây mới là cái bước để giúp cho mình mau tiến bộ đó. Rồi sau đó là làm lại bài bình thường thôi, thì cho nó thành cái thói quen.
Rồi bây giờ tới phần 2, do bài đầu cho nên các bạn cứ tập làm quen là được. Rồi phần này thì thầy khuyên thầy sẽ bấm cỡ 3 lần. Tại vì bài này khó hay không, không nó khó. Thầy kiểm bài cho nên là nó sẽ khó ha. Thì thầy sẽ bấm 3 lần. Nhưng mà gì nè, đầu tiên sẽ có 2 lần đầu. Các bạn nào ở phạm vi trung bình khá có thể làm được thì cứ nghe 2 lần và làm. Còn các bạn cơ bản thì lật cái script luôn, cái file thì có để đó. Tùy các bạn chọn. Ví dụ như là lần 1 con script hiểu đáp án luôn, nhưng mà không có đánh vô ha, mình sẽ không đánh vô. Có nghĩa là các bạn dẫn tôi câu hỏi rồi rồi câu script luôn. Rồi sau đó đến lần 2 làm thử ha. Và lần 3 luôn cũng được. Tại vì chút nữa bài này mình có cái hình ha các bạn. À hình ha. Rồi. Các bạn hiểu ý này ha. Còn các bạn muốn thử sức thì trong 3 lần muốn nghe lần đầu, lần 2 câu script và lần 3 làm lại cũng được. Còn các bạn mà cảm thấy trung bình trở lên thì ráng làm một hoặc hai lần. Rồi cái lần thứ ba ví dụ như các bạn muốn coi tự coi đáp án cũng được. Thường các bạn đó sẽ làm đúng nhiều. Muốn tự coi đáp án cũng được. Rồi tới lần thứ ba là các bạn tận dụng cái việc thầy mở lại lần 3 nghe ra chữ cho thầy ha. Nói chung các bạn mà ở phạm vi trung bình khác cho nên là cứ cái việc nghe ra câu luôn rồi. Ok ha, đã như thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ gửi trước. Thì thầy dặn là cái phần ABC nó sẽ ghi hết trong bài đó. Nó sẽ có hết, quan trọng là đáp án nào. Thì bây giờ trước mắt thì thầy sẽ gửi ý. Thầy sẽ gợi ý cho các bạn. Thầy sẽ cho các bạn hiểu cái câu hỏi trước đi ha. Cho các bạn tự cho các bạn làm. Rồi sau đó lúc mà thầy sửa thầy sẽ chỉ ra phần nào quyết định đáp án, phần nào không ha. Rồi những sự thay đổi về giao thông tại thành phố này. Tại sao những sự thay đổi này là cần ha, cho hệ thống giao thông tại thành phố này? Có nghĩa là tại sao hệ thống giao thông tại thành phố này cần thay đổi? Bởi vì số lượng tai nạn giao thông tăng, số lượng mật độ giao thông trên đường tăng, loại phương tiện giao thông thay đổi ha. Giống như xe tải, xe nặng ký nó nhiều hơn ha. Thì ví dụ như vậy. Rồi trong khảo sát này, người dân địa phương tập trung vô cái gì? Phàn nàn về cái gì? Việc lái xe nguy hiểm bởi những người cha mẹ ha. Ô nhiễm từ xe tải. Hai cái này là xe tải nha các bạn. Rồi. Xe tải chở đất đá với xe chở hàng nha các bạn. Sự bất tiện từ việc đậu những xe hơi được đậu ha. Thì dựa theo người nói, cái vấn đề với cái quy định mới, cái vấn đề với quy định mới sẽ là kiếm tiền để trả cho, nói chung là kiếm tiền ha, nó sẽ liên quan tới kiếm tiền để thực hiện cái quy định này. Tìm cái cách mà thúc đẩy người ta tuân thủ làm theo quy định mới. Hỗ trợ, nhờ hỗ trợ, vấn đề đó là có vấn đề về hỗ trợ, nhờ hỗ trợ từ cảnh sát, có nghĩa là không hỗ trợ được, không nhờ được. Rồi các bạn tiếp ha. Cái phần này của mình thì nó sẽ hỏi là cái vị trí nào, thì 7 cái này nó sẽ đọc lại cho các bạn, con này hơi nhiều. Cái này thì nó sẽ đọc lại cho các bạn ha. Đèn giao thông nè, đường đi bộ nè, chỗ đậu xe cho phép nè, cái biển báo không đậu xe nè, khu vực đậu xe cho người khuyết tật mới nè, khu vực mới dành cho người khuyết tật, vỉa hè được mở rộng nè, quy định hạn chế chứ tải và dỡ hàng trên xe tải nè, xe tải chở hàng ha. Thì ở đây các bạn chú ý cho thầy ha.
những cái điểm ABCD và những cái điểm mà nó gợi trước. Thì cái bài hôm nay là nó sẽ nói về cái góc độ là, bài này dễ à, cái góc độ đó là gần à, nó gần chỗ gì đó ha. Vừa thầy gửi trước nó sẽ gần chỗ gì, gần chỗ gì, gần như thế nào, kế bên cái nào, đối diện cái nào. Thì cũng lần nữa các bạn tự làm trước, thầy sẽ bấm 3 lần mà, thì sau đó thầy sẽ sửa cho các bạn thấy ha. Ở đây thì thầy gửi trước cái điểm A thì nằm ở cái góc ha, corner của đường High Street và Station Road. Chú ý cho thầy cái tên đường nhé. Điểm B thì trên High Street và trước Library. Điểm C thì quẹo vô hẻm à, nó sẽ có cái gọi là cái đường hẻm. Nhưng mà các bạn cứ nghe chủ yếu là nó sẽ có liên quan tới bank, tại vì chỉ có chỗ này có bank thôi. Thì là nếu mà nó bank là khả năng là điểm C ha. Còn cái đường hẻm thì chúng ta thì nói. Rồi Chemist. D thì nằm trên High Street đối diện với Supermarket hoặc là kế bên Chemist. E thì một lần nữa nó giống như cái này, nhưng mà cái này nằm ngoài đường luôn, thì nó sẽ là giao lộ ha. Nó sẽ có cái từ giao lộ intersection á, à intersection, hoặc là còn từ gì nữa cho các bạn nghe ha. High Street và School Road. Y thì bên supermarket ha. H thì gần trường ha. G thì đối diện trường hay trước trường cũng được. F thì cuối con đường School Road. Rồi các bạn cứ làm thử đi ha. Thì thầy dặn này, mình thầy sẽ bấm 3 lần. Các bạn trung bình khá thì đáng nghe cả 3 lần luôn. Làm đúng nhiều nhất có thể cho bạn ha. Còn các bạn cơ bản thì tùy chọn. À, nhưng mà thầy dặn trước phần này khá khó cho nên là lần 1 các bạn có thể coi script theo dõi, vừa coi script nghe và vừa nhìn câu hỏi ha. Lần 2 hoặc thậm chí lần 3 là cũng được. Bài này sẽ bấm 3 lần nha, tại vì bài này khó. Bắt đầu. Để xem 3 lần nha, các bạn cứ làm bình thường. Section 2. You will hear the chairman of the Highways Committee of Granford speaking to members of the public about proposed changes to traffic and parking in the area. First, you have some time to look at questions 11 to 30. Section 2. You will hear the chairman of the Highways Committee of Granford speaking to members of the public about proposed changes to traffic and parking in the area. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton and I'm chairman of the Highways Committee.
We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this was on top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen and answer questions 14 to 20. Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and school road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the school road junction to regulate the flow of traffic along the high street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on school road just outside the school, but in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. Okay, so that's about it.
Now, would any... That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section three. Section two. You will hear the chairman of the Highways Committee of Granford speaking to members of the public about proposed changes to traffic and parking in the area. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton and I'm chairman of the Highways Committee. We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents. But that's not something we want to see happen, obviously. We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this was on top of the list. And nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. Now listen and answer questions 14 to 20. Okay, so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and school road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the school road junction. To regulate the flow of traffic along the high street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing.
We considered putting this on school road just outside the school, but in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we're going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. OK, so that's about it. Now, would you... That is the end of section two. Rồi, ủa lần mấy rồi các bạn? Lần hai đúng không? Lần thứ ba ha? Nãy thầy quên kiểm cái phần kia. Lần ba nghe các bạn. Bill Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee. Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good evening, everyone. My name's Phil Sutton, and I'm chairman of the Highways Committee. We've called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we're proposing for Granford. I'll start by summarising these changes before we open the meeting to questions. So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we're very aware that traffic is becoming an increasing problem. It's been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they've been building the new hospital. But it's the overall rise in the volume of traffic of all kinds that's concerning us. To date, there's not been any increase in traffic accidents, but that's not something we want to see happen, obviously. We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We'd expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up. But this was on top of the list. And nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people. We think these new traffic regulations would make a lot of difference, but we still have a long way to go. We've managed to keep our proposals within budget, just so they can be covered by the council. But of course, it's no good introducing new regulations if we don't have a way of making sure that everyone obeys them. And that's an area we're still working on with the help of representatives from the police force. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20.
Now listen and answer questions 14 to 20. OK, so this slide shows a map of the central area of Granford with the high street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the high street at the junction with Station Road, but we're planning to have another set at the other end at the School Road junction to regulate the flow of traffic along the high street. We've decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road just outside the school, but in the end, we decided that could lead to a lot of traffic congestion. So we decided to locate it on the high street, crossing the road in front of the supermarket. That's a very busy area, so it should help things there. We are proposing some changes to parking. At present, parking isn't allowed on the high street outside the library, but we are going to change that and allow parking there, but not at the other end of the high street near School Road. There'll be a new no parking sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school. As far as disabled drivers are concerned, at present, they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we've got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It's not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road. Finally, we've introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 a.m. That's the supermarket on School Road. We kept to the existing arrangements with the High Street supermarket. OK, so that's about it. Now, would it... That is the end of section 2. Rồi, cả lớp gửi cho thầy ha. Gửi cho thầy đi, từ 11 tới 21 nhé.
Rồi, thử sức ha. Thử vé tùy mốt mấy cái này em vừa ABC thì em cứ quấn đại đi. Ví dụ câu nào nghe không kịp cứ đánh đại đi. Nó thành thói quen ha, để mình đỡ bị miss cái câu trong thi. À, thì vẫn có điểm mà. Rồi sau đó mình mới sửa lại ha, xem đúng sai như thế nào nhớ nha. Nhớ ghi đầy đủ luôn nha. Các bạn đừng có bỏ cái đáp án ha. Rồi, đáp án đây. Cứ ghi đại ha. Nó có chế độ edit em. Cái phần này nó có chế độ edit á, à, edit rồi ghi thêm cái đáp án gì. Rồi các bạn coi đáp án ha. Đây. B C D E rồi một đống luôn các bạn kiểm luôn ha. Kiểm đúng thầy nhé. Ba trên mười cái phần hai chứ em có ghi lộn vậy, ý 20 là 20 câu á hay là phần hai, cái phần một đã làm chưa, cái phần một hồi nãy làm chưa ha, ba trên mười ông sao phần này khó mà, thì này có báo trước là nó khó mà, làm tốt phần một được rồi. Rồi, sửa phần này ha. Phần này thì đương nhiên nó khó rồi ha. Đúng, thì phần này nó khó thì thầy có dặn mà. Cho nên là mình sẽ luyện tập kỹ cái phần 1 trước cái đã. Rồi phần 2 mình làm thêm. Thật ra gì này nó cũng do hôm nay mình gặp cái bài nó khó. Thầy đánh giá là vẫn là khó. Có những bài phần 2 nó không khó nha các bạn. Có những bài là phần 2. Tại hôm nay phần 2 nó có cái bài chỉ đường. Với ABC có những bài phần hai nó chỉ là cái điện từ thôi, có nha, điện từ và điện từ và để cho các bạn có thời gian thì thầy sẽ cho làm thêm một cái phần một phần hai nữa. Cái phạm vi nó có những cái bài nó dễ đó cho các bạn làm thêm để mình biết năng lực mình, thì thầy nói nhiều khi mình hơi xui xíu mình gặp cái bài nó khó cho nên là đúng là sẽ làm chưa có được, nhưng mà có những bài phần hai á nó chỉ hỏi điện từ thôi, y chang nó chỉ là cái phần điện từ thôi thì nó sẽ lại dễ hơn ha. Thì cái đó để thầy sẽ cho các bạn làm thử luôn. Nói chung thì mình gặp bài nào mình cũng học hết, và các bạn học một thời gian thì thấy là nó giống nhau ha. Giống như hôm nay cái cách mà nó ra câu ABC 7 như thế nào, từ vựng ra sao, và cái cách mà dạng biểu đồ nó dùng cái từ gì để mô tả, nó sẽ y chang các bài khác ha. Ý là nó một kiểu á, một kiểu là về cái khâu từ vựng và cái gợi ý ha. Thì tất nhiên đề vẫn khác nhưng mà nó sẽ có những cái phần từ vựng để mà áp dụng lại. Cho nên các bạn sẽ làm viết một thời gian các bạn sẽ thấy nó có cái phần điểm giống để mình làm ha. Thì thầy dặn lại là cái cách học hiệu quả nhất vẫn là sau khi sửa bài xong hiểu chính xác rồi nhớ nghe lại và cuối cùng là làm lại cho thầy ha. Các bạn cơ bản thì không cần phải làm bài mới đâu, cứng cái bài đã học là đủ, bởi vì nó sẽ xài qua bài khác ha. Chỉ có các bạn khá thì sẽ làm thêm, làm nâng thêm ha. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa cái phần này.
Phần này thầy sẽ kể ha. Tại vì phần này nó thầy có trước mà nó sẽ khó ha. Cho nên là hồi nãy thầy có kêu là đọc cái script á. Không biết các em có đọc cái script không? Không biết các bạn mà có yếu mà có đọc cái phần script hay không thì thầy không nhớ. Thì thầy không rõ thì hồi nãy thầy có báo rồi. Nhớ là bài nào thầy có báo trước là khó hoặc là có nghe qua một lần mà khó đó thì nhớ dùng cái script hỗ trợ ha. Tại vì cái các bạn chưa đủ khả năng thì nó nghe nó cũng chưa ra câu đâu. Mặc dù vẫn đoán được nhưng mà thầy muốn các bạn nghe ra câu ha, cho nên là cứ có script sau đó thầy sửa và vẫn làm bài được. Rồi bây giờ sửa ha. Thì cái phần này mình sẽ sửa cái ABC trước ha các bạn. Session true. Okay. Đây các bạn coi ha. Rồi thầy dịch ha. Xin chào buổi tối ha. Tên tôi là Susan. Tôi là chủ tịch của hội đồng này và chúng tôi gọi cuộc họp này để thông báo cho thành viên cộng đồng, giống như báo cho cộng đồng vậy đó các bạn, về những quy định mới cho giao thông và đậu xe ha, mà cho việc cho những hệ thống giao thông và đậu xe mà chúng tôi đã yêu đề nghị lên trên hội đồng thành phố Grandford. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc là tóm tắt những cái sự thay đổi ha, trước khi chúng ta họp để đưa ra những câu hỏi. Rồi bây giờ đầu tiên như thầy nói về lý do ha, tại sao chúng ta cần thực hiện những sự thay đổi đối với hệ thống giao thông này. Như chúng ta đều đã biết rằng là giao thông đang trở thành mối vấn đề đang được quan tâm ngày càng lớn. Đặc biệt ha, đặc biệt đáng chú ý ha, especially noticeable, với sự gia tăng về giao thông những cái hệ thống giao thông nặng, có nghĩa là những xe tải lớn nhiều đó các bạn, heavy traffic, trong khi đang xây dựng một bệnh viện mới. Nhưng các bạn coi ha. Nhưng đầu tiên có cái câu này là liên quan tới câu C các bạn, loại hình giao thông thay đổi nè.
nhưng mà không nhưng mà chính xác là cũng không có thay đổi ha, nó chỉ nói là gia tăng về giao thông nặng. À, cũng cũng có một phần thay đổi đúng không, nhưng sự gia tăng về mật độ giao thông, volume of traffic, tương đương với amount of traffic, mới thật sự làm cho chúng ta quan tâm. Thì đây cũng là một chỗ vấn đề đó các bạn. Thì thường khi nó nói một câu nào đó mà nó khi nó nói một câu nào đó mà nó bớt một phát ha, đây cũng là một cái mẹo, nhưng mà thầy khuyên các bạn nên hiểu ha, các bạn nên hiểu chứ không thành mẹo không. Nó nói một ý gì đó mà nó vớt à, thì thường đằng sau sẽ là đáp án. Và các bạn thấy ở đây là gì, vấn đề này mới thật sự là làm chúng ta quan tâm, concern. Vậy thì thay đổi cái lý do mà gây quan tâm nhất đó là mức độ giao thông. Các bạn thấy rõ chưa, nãy thì nói là ABC nó có đó. Rồi thậm chí câu tiếp theo này, increase in traffic accident, thấy chưa, câu A, nhưng not been, các bạn khoanh lại hoặc gạch dưới những cái mấu chốt. Hướng ở đây là hướng mình, cái hướng luyện tập của mình đây là mình sẽ nghe được cái mấu chốt đó các bạn để quyết định nó là đáp án hay không. Thì ở đây là not been, các bạn thấy chưa, thầy muốn các bạn nghe cái này nha chứ không chỉ nghe từ khóa thôi. IELTS nó là như vậy đó, nó sẽ đọc hết ha. Nhưng mà các bạn làm một thời gian sẽ thấy quen và những cái mấu chốt này nó được lặp lại nha các bạn. Cho nên là sẽ hướng tới việc nghe hiểu và nắm được mấu chốt. Quan trọng lúc mà thầy giảng hiểu rồi thì nhớ, các bạn nào mà yếu á, nhớ về nghe lại và làm lại lần nữa. Theo cái hướng là mình, lúc mà các bạn làm lại thì theo cái hướng là mình hình dung ra được nguyên cái ý nó nói. Tại vì cái bước luyện tập của phần listening này không chỉ là nắm cái từ vựng mà cái âm á, cái phát âm và tốc độ nói của nó ha, thì đồng ý nó khó thì thầy nói nó khó, nhưng mà có những bài sẽ dễ ha. Bữa sau nếu mà kịp thời gian thì cho các bạn làm phần 2, nhưng bài dễ các bạn sẽ thấy à. Ừ. Cho nên này cũng tùy vào. Rồi chúng tôi cũng đồng thời thực hiện một khảo sát về người địa phương ha. À, thầy chỉ dặn là các bạn cơ bản ráng nắm tốt phần 1 là đủ rồi, từ từ sau này bắt đầu phần 2 ha. Còn các bạn trung bình chưa lên thì chắc chắn là phải ráng đúng hết cho thầy. Và cái trả lời của họ thật sự rất ấn tượng. Mọi người rất quan tâm về ngã này chưa? Complain about nè. Phàn nàn về cái gì, chính là rất quan tâm, lo ngại về thiếu tầm nhìn trên một số con đường vì xe đậu dọc theo bên vệ đường. Các bạn thấy chưa? Vậy thì đó chính là sự bất tiện từ những xe đang đậu. Đây cũng là một cái trường hợp, đó là bên câu hỏi thì cái này các bạn biết rồi, bên câu hỏi nó hay đổi chữ so với trong bài hang, đổi thường là đồng nghĩa, hoặc là nó nói một cách khác nhưng mà cũng vẫn chung ý ha, sự bất tiện nè cụ thể, hay là bên đây nó nói chung chung ha, bên đây nó nói cụ thể, sự bất tiện đó là thiếu tầm nhìn. Nó vẫn cho mình từ khóa nhưng mà tốt nhất các bạn hiểu ha, từ những xe hơi đang đậu, due to car parks no longer sound roads, các bạn thấy chưa ha. Rồi tiếp tục nè, mình sẽ còn một câu tiếp theo. Chúng tôi suy nghĩ rằng we have expected, chúng tôi đoán rằng là những phàn nàn sẽ về kẹt xe gần trường học khi cha mẹ đón đưa và đón chúng ha, nhưng không phải trong trường hợp, có nghĩa là không phải là vấn đề. Các bạn phát hiện ra chưa, cái câu sai thì nó lại dùng từ khóa y chang thường thôi, ý là thầy nói là thường thôi chứ không phải là cứ từ khóa y chang là sai nhé, cho nên thầy muốn các bạn hiểu luôn. Và thường là từ khóa đúng thì thường là nó sai. Và cái mấu chốt này, từ mấu chốt như này các bạn cũng gạch dưới vào học cho thầy, đây là cũng là cái điểm mà khó xuất hiện bài khác, dễ gặp xuất hiện bài khác, đó là chúng tôi đoán. À, các bạn nhiều khi chỉ nghe được cái thông tin đằng sau giống qua cũng vô, mấy câu sai này thầy cho rất là giống mà nó không đọc nhiều lắm. Thì ở đây nó có cái mấu chốt nằm đây, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi tưởng rằng,
Hiểu không? Chính cái chữ này nó chỉ là suy nghĩ, chưa phải quyết định. Thường khi gặp chữ này, nó không phải là quyết định cho đáp án nha. Nó không phải là đáp án hay không? Chúng tôi chỉ tưởng tượng. We can't expect it. Gạch dưới cái này học như vậy. Một số bạn khá là có thể đoán được cái này. À, đã gặp cái này chứ. Half expected thì thường là không phải đáp án ha. Với lại nó có khẳng định thêm câu là sao là các bạn gặp những cái này học cho bạn ha. Nó không phải trong sắp bớt, nó cũng là bớt đó nè. Quyết định nó không phải đáp án. Làm gì các bạn sẽ thấy định giống ha. Tiếp theo đó là noise, khói thải từ xe tải. Nor, cái này thì mới ha, cái này là mới, cho nên các bạn học thêm. Nor là cả hai đều không đó, neither nor. Các bạn hiểu chưa? Neither nor. Các bạn hiểu rồi ha? Nor có nghĩa là cả hai đều không. Rồi tới đâu rồi? À, vậy là không không có nói về khó thải các bạn. À, đầu tiên thì cái ý là về cha mẹ đó con cũng không phải các bạn thấy chưa? À, và khó thải cũng không. Hiểu rồi ha. Nhớ nghe, nhớ về các bạn nghe lại cho thầy hết nha. Rồi chúng tôi suy nghĩ đó là những cái quy định mới ha sẽ làm sự khác biệt, nhưng mà chúng ta còn nói về quy định các bạn. Còn nhiều hướng để làm. Và chúng tôi đã chú ý vậy. Chúng tôi đã giữ cho cái kế hoạch của chúng tôi đủ tiền, nghĩa là đã đủ tiền vậy thì không cần phải. Cái vấn đề ở đây không có thiếu tiền ha, tại vì cái vấn đề ở đây là kiếm tiền ha để trả cho dự án. Nhưng mà nó nói đây là đã đủ ha, which is purchase cái tiếng này nè, nghĩa là đủ tiền ha. Với là một cái nữa là managed to do something, nghĩa là thành công trong việc gì. Nó sẽ ngược với fail to do. Fail to do là không làm được, nhưng mà manage to do là làm được ha. Chúng tôi đã thành công trong việc giữ cái dự án hay giữ cái kế hoạch đủ chi phí. Để mà các bạn nghĩ là không cần phải kiếm tiền. Vấn đề này không phải kiếm tiền ha. Rồi, cái này thì vẫn muốn các bạn hiểu ha. Và nó có khẳng định rằng là cover, đảm bảo được bởi chính quyền, nghĩa là chính quyền trả tiền đó. Và đồng thời tiếp theo đó là nó nói cái này mới là đáp án nè, và sẽ không có nơ cứa nè, có nghĩa là không hiệu quả đó, không hiệu quả trong việc đưa ra quy định mới nếu chúng ta không có cách nào mà đảm bảo mọi người tuân thủ. Hiểu vấn đề chưa? Không có cái cách nào đưa ra quy định nếu chúng ta không có cách mà làm cho mọi người tuân thủ. Các bạn rồi ha. Rồi cái này nghe lại thôi. Vậy thì liên quan tới từ khóa là tuân thủ, đi theo quy luật. Đây là cái lĩnh vực mà chúng ta vẫn còn thực hiện ha, với sự giúp đỡ của cảnh sát. Vậy là cảnh sát chỉ giúp đỡ thôi. Vậy là ở đây nó ghi là cái vấn đề xảy ra là vấn đề của việc nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Vấn đề của việc nhờ sự giúp đỡ cảnh sát có nghĩa là không được cảnh sát giúp đỡ. Thì đây nó nói là still working on with the help from the police force. Hiểu không? Rồi bây giờ tới phần chỉ đường nên hơi dài. Các bạn đợi xíu để kêu các bạn nâng cao lên.
À quên điểm danh giúp thầy cái ha, mai thầy quên nữa. Bây giờ đợi thầy xin các bạn điểm danh cái ha. Thì các bạn chắc biết cách điểm danh rồi, là thầy sẽ ghi chữ điểm danh, các bạn thả tim vô hay là thả gì đó. Quên, nãy đang lẽ 9 giờ điểm danh đó. Đừng quên. À, rồi. Điểm danh ha, điểm danh cái đi nhận tiếp. Bấm điểm danh cho mày luôn ha, các bạn nâng cao bấm luôn đi rồi bấm điểm danh này mới vui. Rồi chuẩn bị phần 34 ha, thầy giảng xong cái phần chỉ đường cái là 34 nha các bạn. Rồi chỉ đường ha, các bạn nâng cao thì có gì cái này để làm là làm sao là đi ha, phần chỉ đường cũng có. Rồi. Tiếp tục ha. Đây sẽ là cái slide mà cho chúng ta một cái map, một cái bản đồ về trung tâm của thành phố Frankfurt ha. High Street on the middle, middle High Street. School Road on the right. Rồi, như chỉ ra cho mình hai cái tên đó. Chúng ta đã có hệ thống đèn giao thông tại giao lộ, thấy chưa? Gạch dưới và học cho thầy chữ này. As junctions with. Giao lộ giữa hai con đường. High Street và Station Road. High Street và Station Road, rồi, điểm A đi. Giờ chúng tôi dự định sẽ có một cái khác ở cuối con đường School Road. À, sorry, ở à, dự định thôi. Thôi, à, không phải nha, không phải nha. Mình chỉ quan tâm tới cái này thôi được. Là gạch dưới cho thầy cái S, the chances with Station Road and High Street. Đi ba ha. Ủa mắt mưa hả? Khúc nào mưa vậy? À. Rồi tiếp tục ha. Không sao, học luôn nâng cao. Chúng tôi quyết định là cần một cái đường đi bộ ha. Và chúng tôi sẽ đặt ở trên School Road bên ngoài trường. Coi chừng ha. Dự định sẽ đặt ở trên School Road bên ngoài trường. Rồi bên ngoài trường thì không biết là điểm G hay điểm H ha. Thì chắc cũng G. Nhưng, rồi các bạn thấy chưa? Nhưng, à, y chang cái ý nãy bỏ đó. Cuối cùng chúng tôi quyết định, hiểu vấn đề chưa, nó bẫy mình đó các bạn. Nhưng chúng tôi quyết định rằng là nó sẽ dẫn đến kẹt xe nhiều quá như chỗ này. Để nó sẽ kẹt xe, cho nên chúng tôi quyết định nè, đặt nó trên High Street. Crossing the road in front of the supermarket. Đó các bạn hiểu nha, nó bẫy mình đó. Cho nên thầy mới kêu là cái từ mấu chốt nè. Hả? Sai không sao, sai thì nghe lại. Đặt trên High Street, quyết định cuối là gì? Crossing the road in front of the supermarket là nó đây. Trước siêu thị băng qua đường. Tiếng Việt mình dịch ngược lại xíu.
băng qua đường trước siêu thị cũng được. Crossing the road, băng qua đường trước siêu thị, vậy là điểm D ha. High Street nè, on High Street. Rồi các bạn gạch dưới từ vựng này cho thầy ha. Crossing the road in front of the supermarket. Gạch dưới cho thầy, học chữ này. Nó cũng tương đương với opposite, à, nhưng mà nó không có sai đây. Băng qua đường trước cái siêu thị thì đối diện siêu thị đó, tại vì nó để là opposite to the supermarket đúng không? Thì nó không nói. Rồi we're proposing some changes to parking. Parking ha. Thì parking là không được phép ở High Street outside the library. Going to change that allow parking there. Rồi cái này thì dễ hiểu à. Parking thì không được outside the library, để tôi kiếm lại. Các bạn giữ máy xuống không? À, rồi thì đúng rồi thầy coi đúng rồi. À, thầy đọc lại ha, hiện tại parking không được phép ở High Street outside the library. Nhưng chúng tôi sẽ thay đổi đó và vẫn được phép. Cái này câu này thì nó hơi lòng vòng một xíu. Các bạn hiểu vấn đề không? Nghĩa là parking allowed, được cho phép đậu xe, thì nó nói là đầu tiên là parking thì không được ở trên High Street outside the library. Mình vẫn nghe được cái dòng này đúng không? Là câu B. Outside the library. Nhưng mà chúng tôi sẽ thay đổi và nó có nhấn mạnh lại là cho phép đậu ở đây ha. Thì thật ra cái này không có từ mấu chốt nha các bạn, cái này thì sai mình nghe lại thôi. Rồi câu cuối ha. Có hai cái bảng không đậu, cấm đậu trên school road. Rồi đầu tiên là school road by the entrance to the school. Rồi biết cái gì rồi đúng không các bạn? By the entrance, just by the entrance. Vậy là chỉ có nó thôi. Kế bên luôn cái cổng đi vô nó này. Các bạn gạch dưới thì just by cho thầy ha. Là ngay kế bên cổng đi vô cái trường. Ok, vậy là school road là cái này ha. Thì nó cấm đây khoảng cách đó khoảng 25 mét. Từ đó thì cách đó khoảng 25 mét là sẽ cấm đậu xe ha. Và nó sẽ cải thiện cái tầm nhìn cho người lái và người đi bộ ha. Đặc biệt trên cái vỉa hè mà đi đến phía bắc của trường. Rồi cái này mình không cần nghe cũng được. Tiếp theo, lối đi bộ cho người khuyết tật. Hiện tại thì các bạn nghe kỹ nè. Hiện tại thì có chỗ đậu xe bên ngoài supermarket. Nhưng hả, thấy chị nhìn nữa không? Outside the supermarket. Chắc chỗ này. Nhưng Lori đã sử dụng cái khoảng không gian này đó, chị nhìn nữa nè các bạn. Cho nên chúng tôi sẽ có hai chỗ mới on the side road up toward the bank. Vậy là nó. Hai cái chỗ đậu mới, side road là cái đường quẹo vô các bạn, hồi nãy thầy có nói đó.
Ví dụ như the road là con đường chính, nhưng side road là con đường bên cạnh. Thì thường nó giống như đường quẹo ở đây nói à, tower hướng tới ngân hàng. Như nãy thầy nói cái câu là nó sẽ có một câu liên quan tới ngân hàng. À vậy là đó. Các bạn học cho thầy là on the side road, ở trong cái đường quẹo và hướng tới ngân hàng, tower một cái gì đó ha. Also plan widen the pavement on the school road. Rồi chúng tôi dự định sẽ mở rộng cái vỉa hè trên school road. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ mở rộng thêm nửa mét nữa ha. Half meter. Rồi, cũng ở trên vỉa hè luôn. Trước khi bạn đi tới trường, các bạn gặp với chỗ này ha. On the bank just before you get to. Từ này một số bạn khá biết nè. Cái bài bên hồ cá đó, phía school đó. Just before. Trước khi tới. Nghĩa là chưa tới á. Thường mình sẽ nhìn theo hướng đó. Bên vỉa hè. Trước khi tới trường là chỗ này. Tiếng Hát ha. Bên vỉa hè. Trước khi. Before. Just before. Học cái này cho thầy luôn nha. Just before. Thì tới trường. Giống như là trước khi đi tới một cái gì đó. Là mình biết là nhìn cái điểm này và mình nhìn lùi một chút. Okay. Trên vỉa hè. Hồi nãy giờ cái chữ vỉa hè hơi bị nhiều. On the bend, just before get to the school. Rồi tiếp theo ha, near retreat on loading for the supermarket. Đưa ra những quy định mới cho tải dỡ hàng cho siêu thị ha. Và lorry chỉ được phép ngừng lại trước 8 giờ. Siêu thị, cái này thì dễ nghe các bạn. Siêu thị trên school road là nó đây. Thì điểm y luôn ha. Bài này khó, thầy nói mà, bài này khó. Cho nên ở đây là các bạn chỉ cần nghe lại cho thầy là được. Và thầy dặn này, các bạn nào còn yếu thì chỉ cần làm tốt, thật tốt cho thầy phần 1 trước đi. Phần 2, nghe lại, nghe từ từ, làm quen cho thầy. Nhớ nha. Các bạn làm được. Thờ Tuyến điểm danh luôn đi em. Để thầy lưu lại. Hồi bữa có các bạn cũng điểm danh thiếu nè. Tuyền chứ. Điểm danh chứ. Rồi chuẩn bị qua phần nâng cao ha. Rồi xong nha các bạn, bây giờ mình sẽ qua phần 3-4 thì ở đây chỉ có nè mức khó nha. Cho nên các bạn nâng cao làm thôi. Và sẽ các bạn nâng cao làm. Nhé. Còn các bạn còn cơ bản thì khoan lòng nhé. Rồi, qua phần nâng cao.